Đến sáng 13 tháng 9, nhiều người dân sống quanh hẻm 29/70 Khương Hạ, quận Thanh Xuân, Hà Nội vẫn chưa hết bàng hoàng trước vụ cháy chung cư mini cao 9 tầng nằm sâu trong ngõ. Các nhân chứng cho biết họ nghe thấy nhiều tiếng kêu cứu la hét từ ngôi nhà bị hỏa hoạn. Lúc cái khói nó cháy nhanh lắm, cả một cái dàn xe máy hơn 100 chiếc mà con xăng dầu nó lổ. Cô ngồi ở đây mà cô lổ nó đùng, rất là nghe rõ. Nghe rõ lắm, có lổ, bụp 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 bụp. Anh em trọ ở đây, anh ở nhà chị gái bị cháy, chung cư bị cháy. À, nhà chị gái của anh bị cháy ạ, thế nhà chị gái anh có ổn không ạ? Cũng ổn, ổn ạ, may mắn không ạ. Không sao hết được, nhà chị gái anh có bao nhiêu người ạ? 4-5 người à, thế lúc anh chạy lên đưa con cháu em là chị gái mình xuống à? Lúc đấy anh em ra được. À, anh em tự ra được, thế còn anh cứu là cứu người hàng xóm rồi gì? Thế là lúc anh biết tin là tầm khoảng mấy giờ ạ? 0:23. Anh em nhắn tin Zalo, thế là anh kịp thời anh đưa được bao nhiêu người sống em? Nhưng một lúc sau em mới chạy lên báo. Em vẫn sẽ đấy. Người ở thế là vừa lúc ấy ta đợi. Trời mưa, người ta không ấy nữa, mình nhảy vào được. À, đông quá, người dân này người ta lấy đâu cho vào. À, không cho vào, nhưng mà anh cũng xin được vào, có người nhà đấy, xin vào. Mình tự chạy vào. Thế xin được bao nhiêu người ra? Tầm em ấy chục người với mấy người nữa thì... Mọi người là chỉ ra ngoài, không phải đi bệnh viện biết gì đúng không anh? À, Theo ghi nhận của phóng viên VTC News sáng ngày 13 tháng 9, hiện trường vụ việc đang được lực lượng chức năng phong tỏa để tìm kiếm nạn nhân xấu số. Bên ngoài nhiều người đứng theo dõi vụ việc, trong đó có người thân của các nạn nhân sống ở chung cư mini nói trên. Thầy vào hết thử không ơi, sao thế này, chập điện thì ông bảo vệ xịt khăn xuề, hàng xóm đang giềng mang hết cả các bình xịt ra xịt mà cũng được, tại vì nó cả một cái dàn xe máy nó lổ bộp, nó lan hết luôn rất nhanh, khói cuộn cao phải bao nhiêu cây số mà hơn cây số, cô đứng đây mà nhìn nó cuộn, thế là gọi được là bao giờ nó cũng trong ngõ này sâu, gọi hết tất cả các phường, các quận, Hoàng Mai rồi thành phố, tất cả gọi về rất là đông. Các cô còn đứng phải dẹp phép là như này, người đi đông nghịt vào, thay phiên nhau, các cháu, các bạn đến trước, mệt quá lại thay các bạn vào để bơm nước, xong lại trèo sang bên này, xịt sang phòng tầng 4. Đó. Thì gần đến, về đến 3 giờ xong mà tắt xong bắt đầu mới đi, cô đèn pin, mua đèn pin, mấy các nhà nào có đèn pin vào từng tầng, từng phòng một. Tại vì tối om làm gì có điện, làm đi cầu thang máy. Thì là nhà chung cư bao giờ cầu đang nó hẹp nè, con hiểu không? Các bạn lấy người xuống rất khó khăn, quấn khăn vào là quấn chăn vào, xong bê ra cáng đi hai bên phía luôn, đi hai phía bên đây, đi hai phải tắt hai phía. Như VTC News đưa tin, trước đó đám cháy xuất phát khoảng 23:20 đêm 12 tháng 9 từ khu vực tầng 1, sau đó lan lên 10 tầng chung cư mini trong ngõ 29 phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Nơi xảy ra hỏa hoạn là căn nhà được thiết kế 10 tầng, có khoảng 45 phòng, chủ yếu là các hộ gia đình và sinh viên. Trong đó có một tầng hầm để xe, 8 tầng căn hộ và một tầng tum. Trung tâm Chỉ huy Công an thành phố Hà Nội đã điều động đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an quận Thanh Xuân, Đại học phòng cháy chữa cháy với gần 20 xe chữa cháy đến hiện trường, tổ chức tìm kiếm cứu nạn và chữa cháy. Tuy nhiên, do hiện trường nằm trong ngõ sâu nên công tác cứu hỏa gặp nhiều khó khăn. Lực lượng chức năng vất vả xuyên đêm chữa cháy và cứu nạn.